Xin chào mọi người đã đến với chương trình Camping Together. Hôm nay là một ngày trời mưa và sau khi hết mưa, chúng mình lại có một buổi camping cùng với nhau. Và đồng hành với Thế Anh ngày hôm nay đó chính là bạn Phan Nhân, một cái khách mời thường xuyên trong cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và một điều đặc biệt là Thế Anh có một người chuyên gia, đó là chị Minh Nguyệt, COT trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm. Ngoài ra, chị Minh Nguyệt còn là top leader dẫn đầu tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm tại Chubb Life Việt Nam, kiêm giám đốc điều hành tại Leya Insurance, một công ty tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ bảo hiểm. Ngoài ra thì Thế Anh có hai người em thân thiết, đó là hai bạn TikToker, bạn Bổ và bạn Đạt. Hai người em đã cùng Thế Anh làm việc với rất nhiều dự án và Thế Anh cũng rất là vui khi chúng ta ngày hôm nay đã đến cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống và cắm trại cùng nhau ngày hôm nay. Có một lĩnh vực không phải là quá mới nhưng mà rất là nhiều người hiểu sai về lĩnh vực này. Thì trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, Thế Anh cùng những người bạn của mình sẽ bàn luận về một cái chủ đề, đó chính là tư vấn bảo hiểm. Thì trong buổi hôm nay thì các bạn hãy cùng lắng nghe những cái chia sẻ từ những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này nha. Ok, bây giờ để cho các bạn xem chương trình Camping Together có thể biết được về Bộ và Đạt, thì hai bạn có thể chia sẻ về công việc hiện tại của các bạn hiện nay là gì không? Chào mọi người, xin chào các bạn. Mình là Đạt, mình là Content Creator chuyên về mảng food và travel. Cách trước đây, công việc của em không phải là Content Creator, em chỉ là một cái người làm công việc bình thường thôi, giống như những bạn khác. Thì sau này em mới vì lý do dịch cho nên là em ở nhà và bắt đầu tập tành làm những cái video liên quan đến nội dung hơn. Đầu tiên chưa phải là nội dung đâu, đầu tiên vẫn là làm video cho mọi người thấy là cuộc sống, đời sống hàng ngày của mình như thế nào thôi. Và dần dần em thấy có vẻ như đây là một cái mảng mà rất là thích hợp với mình. Xong rồi được mọi người đón nhận, dần dần tìm hiểu. Và... Đạt ơi, vậy là Bù với Đạt là bây giờ là tự do làm công việc chính là full time luôn, là một TikToker. Là một TikToker luôn, dạ đúng rồi. Vậy có thể gọi là một cái tự do tài chính đúng không? Mình độc lập tài chính. Hoàn toàn độc lập tài chính. Nếu mà để nói về tự do tài chính thì Thế Anh có một cái chuyên gia ở đây, chị Nguyệt. Tự do tài chính á, nó khá là xa lạ đối với nhiều người. Thì chị Nguyệt có thể giới thiệu với khán giả cùng biết được là thế nào là tự do tài chính không chị? Thực ra chị là chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và là một chuyên gia về quản lý tài chính cá nhân. Thì chị sẽ chia sẻ cái vấn đề tự do tài chính ở cái góc độ cá nhân của chị để các em cùng có một cái góc nhìn mới ha. Thực ra phải là mình giàu tới nỗi mà mình xài tiền hoài không hết thì mới gọi là tự do tài chính đâu. Thực ra tự do tài chính nó rất là đơn giản, là khi mà em xác định được cái số tiền em cần phải xài trong bao lâu. Thì em chỉ cần xác định được cái khoảng thời gian để mà em tìm được cái số tiền đó, rồi sau đó em không cần phải đi làm nữa, để em có thể chọn bất kỳ cái công việc nào trên đời này, thì cái số tiền mà em đã tìm trước đó đó, nó vẫn có thể là trang trải những cái sinh hoạt phí của em trong suốt một cái khoảng thời gian mà tụi em đã định rồi, thì tụi em đã tự do rồi. Không nhất thiết là mình phải có thật là nhiều tiền. Thật ra những người giàu mà họ không hoạch định được cái khoảng thời gian để mà họ tiêu xài trong cái khoản đó thì họ vẫn không là tự do tài chính. Vậy là bây giờ em cũng có thể tự tin nói là mình có thể tự do tài chính rồi. Đúng rồi. Tại vì hồi trước á, khi mà ai hỏi em là em có tự do tài chính chưa thì em đang đặt ra cái suy nghĩ là cái mốc nào mới chính xác là cái mốc để mình có thể tự tin là mình tự do tài chính. Còn riêng ở tụi em thì vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn là đi xây dựng kinh tế cho mình, cho nên là cái cụm từ tự do tài chính ở tụi em thì nó hơi mập mờ. Bù ơi, cái cuộc sống của một TikToker của em thì em thấy là cái thu nhập của mình nó có ổn định hay không vậy em? Thứ nhất đó là riêng về bản thân em, và cái thứ hai đó là với những anh chị mà làm freelance thì em nghĩ là có cái đặc điểm chung đó là về tài chính đó, thì nó sẽ không ổn định. Bởi vì nó cũng sẽ có theo mùa, gọi là theo mùa chẳng hạn. Thì khi nào mà những cái tháng mà tụi em được di chuyển nhiều, tụi em được kết nối cùng với những doanh nghiệp nhiều thì lúc đó thì cái cơ hội có thu nhập sẽ cao hơn. Còn trong những cái tháng thấp điểm thì tụi em sẽ có những cái nguồn thu nhập thụ động hơn, thì lúc đó thì nó sẽ không bằng so với nguồn thu nhập chủ động của tụi em. Ủa, về Bộ với Đạt cho anh hỏi là ví dụ một người như thế nào có thể làm ngành nghề TikToker như mình, có thể tự do tài chính như các bạn? Em nghĩ là tất cả mọi người đều có khả năng tự do tài chính. Bản thân tụi em cũng vậy. Thì làm công việc bình thường vẫn có thể tự do tài chính được bình thường. Cái tự do tài chính này em có thể hiểu một cách đơn giản á, là cái tài chính của mình tạo ra và cái nhu cầu mà mình xài tiền á, nó chênh lệch với nhau như thế nào thì nó sẽ tạo tự do hay là không.
Rồi như vậy. Vậy trong lĩnh vực bảo hiểm của mình đó chị, thì chị nghĩ như thế nào về tự do tài chính, là những người mà tư vấn bảo hiểm, các bạn có thể có những yếu tố nào để có thể tham gia ngành này? Thực ra giống như là Đạt vừa nói á, là Đạt đang làm TikToker là một công việc bình thường thì chị không đồng ý đâu. Bởi vì chị nghĩ là TikToker là các bạn phải có năng khiếu và phải có cái tài năng ở trong một cái lĩnh vực mà các bạn đang theo đuổi. Ví dụ như Đạt là em đang làm về đồ ăn đúng không? Yeah. Đó, thì em phải là một cái người mà em review nó rất là hấp dẫn. Chứ đưa cho chị review thì chắc không ai ăn quá. Cho nên thành ra chị nghĩ đó cũng là một cái lĩnh vực mà em đang làm rất là tốt. Vậy thì nếu có những bạn cũng muốn tự do để mà đi du lịch hoặc là tự do tài chính trong một khoảng thời gian nhất định giống như em á, mà các bạn lại không có được cái khả năng đó giống như em, thì các bạn phải làm sao? Thì các bạn sẽ có một cơ hội, đó chính là trở thành tư vấn viên bảo hiểm giống như chị. Tại vì cái công việc của chị á, thì cái tính chất của nó rất là hay, là cũng có thể giống như các em vậy, có thể đi du lịch bất kỳ nơi đâu, vẫn có thể gặp khách hàng, vẫn có thể làm việc mà không cần phải ở công ty. Chúng ta không cần phải đi làm 8 tiếng đồng hồ giống như các bạn văn phòng, thì bên đây của chị cũng sẽ là như vậy. Chị Nguyễn ơi, một người như thế nào có thể trở thành một người tư vấn bảo hiểm vậy chị? Thật ra chị nghĩ là để mà trở thành một tư vấn viên bảo hiểm thì các bạn ít nhất là phải có yếu tố về cái sự yêu thích về lĩnh vực tài chính. Tại vì để mà trở thành một tư vấn viên bảo hiểm thì các bạn đang là người đi hoạch định tài chính cho một gia đình hoặc là một cá nhân, thì tất nhiên là các em phải làm tốt được điều đó dành cho mình. Rồi khi đó thì các em dùng cái kế hoạch đó, các em xây dựng cho những người bạn xung quanh của em những cái kế hoạch phù hợp với họ, thì chị nghĩ chỉ cần cái yếu tố đó thôi là các em có thể làm được. Nhưng mà em có một cái câu hỏi em muốn hỏi chị là ví dụ như những người mà em cũng là content creator như các bạn đây. Tuy nhiên thì em lại không có cái năng khiếu để thuyết phục người này người nọ. Ví dụ như em làm tư vấn viên chẳng hạn. Nhưng mà em đi thuyết phục bạn Bửu. Bửu ơi hãy tham gia với anh đi. Thì em lại không có năng khiếu này, thì không biết là có cách nào để mình khắc phục cái chuyện này để mình trở thành một tư vấn viên không? Câu hỏi của Phan Nhân rất là thú vị luôn. Và cái câu hỏi này là câu hỏi mà chính chị trải nghiệm và chị trả lời nó. Bởi vì ban đầu chị không phải là một người thuyết phục giỏi, chị cũng rất là lăng tăng, nhưng mà sau đó thì chị chỉ đưa cho họ thấy trong cái cuộc sống của mình á, tụi em đi đâu tụi em cũng phải có plan, đúng không? Kể cả chúng ta đi camping ngày hôm nay, chúng ta cũng phải có một cái plan về thời gian nè, về chi phí nè, về những cái thứ xung quanh. Thì trong cuộc sống mỗi người á, cái tài chính nó rất là quan trọng. Nếu mà tài chính không có ổn định á, thì tụi em rất khó để có thể trải nghiệm những cái đam mê khác. Vậy thì cái việc mà mình hoạch định tài chính á, nó rất là thiết thực, rất là cần thiết, ai cũng cần hết. Cho nên thành ra là mình chỉ làm tốt cái hoạch định tài chính của mình nè, trong đó mình chia sẻ với người bạn của mình là tôi đã có kế hoạch như vậy, bao lâu là tôi sẽ tự do tài chính, bao lâu là tôi sẽ nghỉ hưu, và khi mà có những cái rủi ro gì trong cuộc sống, tôi đã có cái bảo hiểm nào chi trả cho tôi. Đó, thì chỉ cần em chia sẻ một cách chân thành như vậy thôi, thì chị nghĩ là ai cũng cần và ai cũng cảm thấy nó rất là thiết thực. Chứ mình không cần phải đặt nặng vấn đề là chúng ta có kỹ năng gì ở đây. Nếu mình nói về cái sự thuyết phục đó, thì anh rất là thích cái sự thuyết phục của Bụ với Đạt nè. Tại vì Bụ với Đạt đó làm TikTok có thể nói là nhiều năm kinh nghiệm hơn anh. Và Bụ Đạt, anh cùng làm TikTok mà anh thấy là Bụ Đạt nhiều fan quá, nhiều người theo dõi quá. Bụ Đạt có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái cách mà bạn nghĩ là tại sao mình thuyết phục được khán giả theo dõi mình rất là lâu như vậy? Chắc em trước ha. Với em á, thì giống như những gì chị Nguyệt chia sẻ vậy đó. Cái gì cũng vậy, nếu mà các bạn làm từ cái tâm của mình và mình đặt hết tâm tư của mình vào cái công việc mình đang làm, thì chắc chắn là người ta sẽ hướng đến, người ta sẽ tin và người ta sẽ luôn luôn ủng hộ mình. Thì đó là cái mà là em luôn luôn theo đuổi. Còn theo em đó thì thực ra cái sự thuyết phục á là một cái tài năng rồi. Còn khi mà để bắt đầu làm á thì nên trau dồi cái kỹ năng đầu tiên là kỹ năng trình bày. Chắc chắn là mỗi cái sự việc, một cái vấn đề hay là một kế hoạch gì đó thì mình cũng sẽ cần trình bày. Và khi mà mình trình bày, mình chia sẻ những cái vấn đề của mình đang nhìn thấy cho mọi người một cách chân thành, thì chắc chắn đó sẽ lâu ngày sẽ trở thành cái sự thuyết phục, bao giờ mình không hề hay biết. Dạ, và từ khi đó khi mà người ta nhìn thấy được cái sự chân thành từ mình thì người ta sẽ tin tưởng ở mình, và sau này thì cái việc của mình chỉ là trình bày những gì mà mình phân tích cho người ta nghe thôi. Quan trọng là cái lòng tin của khán giả đặt vào mình. Chị nghĩ thế nào về tiềm năng của cái lĩnh vực gọi là bảo hiểm ở Việt Nam như thế nào? Tiềm năng thì rất lớn các em ạ. Bởi vì ở các nước phát triển thì như Nhật và Mỹ thì 100% tất cả những người họ sinh ra họ được tự động có bảo hiểm nhân thọ rồi.
Còn ở Việt Nam của mình á, thì có thể là một phần do những định kiến còn tồn tại ở những thế hệ trước, cũng giống như là cái thông tin kiến thức nó không được minh bạch, cho nên hiện tại chỉ có 11% người dân của chúng ta có bảo hiểm nhân thọ thôi. Bởi với Nhân là Nhân sống ở nước ngoài nhiều năm á, thì Nhân thấy là ở nước ngoài người ta có quan tâm quá nhiều về bảo hiểm hay không? Có, thực ra là trong những năm mà em sống ở nước ngoài, em sống ở Hàn Quốc tới 7 năm thì thực ra là khi sống bên Hàn thì là mình cũng cái bảo hiểm sức khỏe thì luôn luôn được bắt buộc rồi, và cái tiền bảo hiểm đóng rất là cao, tới 10% trên tổng số lương. Tức là khi mình đóng hết số tiền đó thì mình sẽ được nhận lại những cái ưu đãi từ ngành y tế đó. Và nhưng mà tuy nhiên thì em là tư cách là một người nước ngoài thì em vẫn không có một cái gọi là nhìn về bảo hiểm nhân thọ sâu sắc giống như là người bản địa. Thì người bản địa họ nói là họ phải đóng cái tiền bảo hiểm nhân thọ từ lúc họ còn nhỏ đó, thì khi lỡ mà họ có những cái rủi ro gì, họ bị ung thư chẳng hạn, rồi lỡ có chuyện gì sẽ xảy ra thì họ có cái bảo hiểm nhân thọ đó, có thể là lo cho họ hay là lo cho cả gia đình đó. Vậy là ở nước ngoài nó đã được tự động luôn rồi, cái đúng rồi. Tự động. Còn ở bên mình thì phải chờ từng người họ chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự về mặt vĩ mô á, thì một đất nước có được cái sự bảo hiểm nhân thọ ngay từ lúc sinh ra như vậy nó rất là tốt. Bởi vì các em biết không, khi mà đại dịch Covid vừa qua thì ở Hồ Chí Minh của chúng ta là có 2.500 trẻ em mồ côi. Và tất nhiên là tính trên cả nước thì con số này nó sẽ còn cao hơn nữa. Và khi ba mẹ trước những cái biến cố của cuộc sống không có chuẩn bị cho mình một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì những đứa trẻ nó sẽ bị bơ vơ. Và tất nhiên như một đất nước phát triển như Hàn Quốc nó đã chuẩn bị cái việc đó từ khi các trẻ em được sinh ra rồi. Cho nên dù có biến cố xảy ra thì cái đất nước đó nó sẽ giảm tải được rất là nhiều cái tệ nạn xã hội. Đặc biệt là cái đợt Covid vừa rồi em mới phát hiện ra là cái tầm quan trọng của bảo hiểm á. Ở Đài Loan, bạn em đang sống ở Đài Loan thì có một cái gói bảo hiểm dành cho những người mà không may mắc bệnh Covid thì phải như thế nào? Ở trường em là trường học ở đây rất là nhiều sinh viên Việt Nam, thì một nửa các bạn sinh viên nó không mua bảo hiểm, còn một nửa còn lại các bạn bỏ tiền mua, tính ra khoảng 300-400 ngàn Việt Nam thôi. Nhưng mà khi mà bạn bị Covid và bạn phải đi cách ly, đi bệnh viện, bạn được bồi hoàn đến cả gần 100 triệu, cái số tiền rất là nhiều và cover rất là nhiều chi phí của các bạn trong thời gian đó. Thì những cái lúc như vậy thì thấy là thật ra là bảo hiểm rất là quan trọng với mình có những cái chi phí mà mình sống ở nước ngoài hay là mình không thể nào chi trả, thì cái đó là cái vai trò của bảo hiểm rất là quan trọng. Thực sự là khi mà bước ra ngoài rồi thì mới thấy là đúng rồi, bảo hiểm nó cũng rất là quan trọng như vậy. Là một cái người mà đất đã độc lập tự do tài chính rồi, nhưng mà nhiều khi em vẫn có những cái suy nghĩ á, ví dụ như có những cái chuyện rủi ro thì người thân của mình sẽ như thế nào. Đúng. Đó là một cái câu chuyện mà em cũng đang luôn gọi là căng cánh, gọi là lúc nào cũng phải suy nghĩ về nó hết. Đúng rồi, đó cũng chính là lý do tại sao chị lại gắn bó với nghề. Chuyện rủi ro thì không ai muốn. Đúng. Nhưng mà cái rủi ro đó xảy ra lúc nào thì mình không ai biết. Đúng rồi. Nói chung là mình không muốn, nhưng mà mình có những cái phương án chuẩn bị định về nó, yên tâm hơn. Dạ. Mà nếu mà ở Việt Nam thì khi mà những cái loại hình bảo hiểm nào thì phổ biến nhất vậy chị? Hiện tại thì ở Việt Nam á, bảo hiểm nhân thọ nó có rất là nhiều cái gói. Sẽ thiết kế cho gia đình nè, ba, mẹ hoặc là người cao tuổi hoặc là trẻ em. Thì hiện tại thì chị nghĩ là ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng cần có. Thì sản phẩm dành cho mỗi đối tượng nó rất là đa dạng. Thì tầm quan trọng của một cái người tư vấn viên ở đây á, là khi gặp những cái khách hàng thì sẽ thiết kế được cho khách hàng một cái sản phẩm nó thực sự phù hợp và đầy đủ. Ví dụ như ở đây là có một cái ông bố trẻ nè, có một cái gia đình, có một em bé. Hả? Thì có những cái gói bảo hiểm là chăm sóc em bé không? Kiểu như có. Là bảo hiểm nhân thọ nó rất là hay là kèm theo bảo hiểm nhân thọ luôn luôn sẽ có cái bảo hiểm sức khỏe. Giống như là Nhân đã có gia đình đi thì em mua cho em đó là điều chắc chắn rồi. Bởi vì em phải bảo vệ sinh mạng của mình và sức khỏe của mình để em còn lo cho gia đình của em nữa. Nhưng mà em có điều kiện thì em sẽ mua thêm cho vợ nè. Rồi nếu mà mình có thêm điều kiện nữa thì mình sẽ mua thêm cho bé. Để những cái chi phí mà trong suốt quá trình bé lớn lên á, nó sẽ có những cái bệnh rất là vặt vãnh thôi, nhưng mà mình cũng sẽ không có phải bỏ chi phí ra. Bảo hiểm nhân thọ nó sẽ chi hết cho mình những cái đó. Thì rất là tiết kiệm cho gia đình. Cũng từng có lúc em cũng suy nghĩ đến những cái việc là mua bảo hiểm cho cả vợ rồi mua cho em, cho em bé nữa. Tuy nhiên thì đợt trước có một lần thì em có hỏi về cái gói bảo hiểm dành cho em bé. Tuy nhiên thì bên đó họ lại không có. Bẵng đi một thời gian thì em quên đi chuyện đó luôn. Vậy thì chẳng có lý do gì mà hôm nay không bắt tay em một cái nữa. Chị sẽ tư vấn cho em. Dạ. Và bởi vì Lê Giang Sơn là
tư vấn miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Cho nên thành ra là em sẽ được tư vấn cái gói bảo hiểm nào đó mà nó thực sự phù hợp với em cũng giống như là kinh tế của gia đình mình. Tại vì em cũng đồng ý một điều là ở Việt Nam quá nhiều bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm mà chăm sóc những em bé thì chưa có nhiều. Ba mẹ rất là sợ có con bị bệnh, không biết phải giải quyết như thế nào, đúng không? Rất là áp lực. Bệnh nhân có thể gặp phải những cái áp lực đó không? Có chứ. Tại con nó còn nhỏ thì rất là nhiều cái rủi ro. Mỗi lần đưa nó ra ngoài thôi cũng sợ rồi. Đúng rồi. Cho nên là mình còn lo hơn bản thân mình nữa. Đặt nhiều sự quan tâm hơn để là vậy, đúng không anh? Dạ. Một ông bố uyển sữa cho hay. Vậy làm sao mà bạn giữ được cái đam mê của mình vậy? Để giữ được cái đam mê thì đầu tiên đó là em phải kết nối cái đam mê của mình với lại cái nguồn sống. Đó, em nghĩ cái đó là cái cách mà bền vững nhất để mình có thể nuôi dưỡng được đam mê của mình. Đam mê á, thì mình phải đủ cháy bỏng thì nó sẽ kiếm ra mà cho mình ra tiền. Nhưng mà cái cách mà mình kiếm ra tiền từ cái đam mê á, thì mình sẽ không có quan trọng quá nhiều vào giá trị của đồng tiền. Mà mình quan trọng là mình được sống thật với lại chính cái đam mê, cái cảm xúc của mình. Là mình cảm thấy lúc đó mình rất là thoải mái. Mình không hoàn toàn không bị áp lực bởi cái việc con số nữa. Nhân tiện nói đam mê thì em cũng muốn hỏi chị Nguyệt là lý do là sao mà chị gọi là làm ra công ty Lê Gia Insurance? Thực ra là nó xuất phát từ việc mà chị là người rất trải nghiệm qua những cái dịch vụ mà nó chưa tốt ở Việt Nam của mình. Thì ở Việt Nam của mình những công ty bảo hiểm đôi khi phát triển nó chưa có đồng bộ. Và cái việc mà người dân của mình tại sao tới thời điểm này chỉ có 11% mua bảo hiểm thôi, trong khi nó quan trọng đến như vậy. Trong 11% đó có nhà em. Đúng rồi, em lâu luôn rồi. Thật, nhưng mà em thấy đó, chỉ có 11% thôi thì cái số còn lại nó đang rất là nguy hiểm. Nhưng mà tại sao lại như vậy, là bởi vì khi mà người ta mua bảo hiểm xong người ta lại không có được chăm sóc. Và khi mà người ta sẽ xảy ra sự cố thì đôi khi cái người tư vấn viên bảo hiểm họ không còn tồn tại với nghề nữa, thì họ, người khách hàng họ sẽ bị bơ vơ. Và từ đó trở đi thì họ sẽ mất niềm tin vào bảo hiểm nhân thọ. Đó chính là câu chuyện của nhà em luôn. Đúng. Vì ngay từ những năm 2009-2010 khi mà một nhãn hàng bảo hiểm mới về với lại quê hương của em thì ba em là một trong những người đầu tiên sử dụng cái gói bảo hiểm đó. Và mãi cho đến sau này, đến tầm khoảng 2019 thì đến khi mà cái gói bảo hiểm đây là gia đình em cần đến gói bảo hiểm đó thì liên hệ lại thì cái người sale này đã không còn công tác nữa. Dẫn tới là một cái vấn đề nó rất là rắc rối luôn. Và sau này thì tụi em cũng phải tìm, ba em thì cũng tìm và anh chị em thì cũng tìm một cái đơn vị để có thể tư vấn. Và phải cái luôn luôn cái câu đầu tiên mà gia đình em đặt câu hỏi là nếu như bây giờ chúng tôi quyết định ký cái hợp đồng bảo hiểm này thì cái hợp đồng bảo hiểm này sẽ là bạn sale nào sẽ là trực tiếp follow theo cái hợp đồng này, hay là công ty sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp và follow theo cái hợp đồng này để chúng tôi biết, để tránh cái trường hợp mà đã xảy ra rồi. Anh thấy cái người bán bảo hiểm giống như là cái người bạn đồng hành với mình đó. Nhưng mà cái đồng hành này rất là cần nhiều thời gian, rất là dài. Đôi khi là đâu phải là 1-2 ngày là mình cần cái gói bảo hiểm này, đúng không em? Đúng ạ. Nó là một chặng đường, nó là một chặng đường. Mà chưa kể là thực sự ra mà nói là với khách hàng á, một cái hợp đồng bảo hiểm, cái khả năng mà một khách hàng mà đọc hết toàn bộ và hiểu hết toàn bộ trong cái hợp đồng bảo hiểm đó, nó chiếm phần trăm rất ít. Đúng. Nên là cần một người tư vấn có tâm để mà follow theo hết cái hợp đồng bảo hiểm đó để cho mình có được cái lòng tin. Cho nên là cái việc mà để tìm được một người tư vấn viên xem mình như là một người nhà, người và thân cho bạn, gia đình đó, bạn đó cũng như là một người bạn đồng hành với mình, thì đó là một cái điều phải nói là may mắn cho những ai mà gặp được đúng những cái nhân viên như vậy. Ok, thì Đạt ơi, thì em thấy là cái điểm mạnh của việc là làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội có điểm mạnh là gì? Đầu tiên nha, em thấy em được làm cái em thích, em được tạo ra những cái giá trị mà hướng đến mọi người, tức là mọi người sẽ rất là quan tâm. Thứ hai là em rất là thoải mái về thời gian không gian. Anh thấy em muốn đi đâu em đi, em muốn làm gì em làm, không phải ngồi văn phòng 8 tiếng. Đó là cái mà em đang rất là enjoy cái công việc của mình. Em cực kỳ thích điều đó. Còn công việc bảo hiểm tài chính thì có được như các bạn nào, có như là thoải mái, không gian, thời gian làm việc không chị? Thật ra là chị thấy ở cái xã hội hiện tại của mình thì các bạn trẻ đôi khi các bạn đang bị vướng vô những cái công việc mà văn phòng 8 tiếng, và đôi khi các bạn có một mong muốn có thể là đi du lịch giống như Đạt hay là Bủ đây thì rất là khó. Thì Lê Gia sẽ là một nơi để các bạn có thể trải nghiệm cái công việc này để cân bằng lại cái cuộc sống của mình. Các bạn vẫn có thể làm việc theo cái thời gian của bạn thích, rồi nếu mà các bạn thích đi du lịch thì các bạn vẫn có thể đi du lịch được. Ngoài ra là có thể kết hợp giữa công việc
hoạch định tài chính và trở thành một creator về chính xác. Mình có thể trở thành một chuyên viên hoạch định tài chính thôi. Chính xác, chính xác. Thật ra các bạn chị thấy rất là hay là khi mà các bạn tự do trong cái công việc creator, các bạn đã rất là chủ động trong cái việc hoạch định tài chính cho mình. Dạ. Thì rõ ràng các bạn đang có một cái lợi thế rất là mạnh để các bạn có thể dùng chính cái cuộc sống của mình để mà giới thiệu cho những người bạn khác. Có thể là họ sẽ hiểu hơn về cái việc hoạch định tài chính và sẵn sàng hoạch định cái cuộc sống của mình giống như, để được giống như các em. Dạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Coming Together. Thế Anh hy vọng rằng các bạn đã có những cái kiến thức rất là bổ ích về ngành bảo hiểm cũng như là công việc tự do sáng tạo nội dung. Nếu mà các bạn thích video này, các bạn hãy like, bình luận cho Thế Anh cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.